Mọi người có nhận ra đây là con nào không? Xin chào mọi người nhé. Đây là Siro. Lần này là cho Siro sang bên trang trại ở rồi. Đây, bão gió đổ hết, không còn gì. Một dàn đu đủ đổ hết. Trồng đu đủ này là người ăn và chó ăn. Đu đủ này thì con chó nó tiêu hóa rất là tốt, nhưng gãy hết rồi. Đây này, lúc trước mọi người để ý, lúc trước là đu đủ nó phủ kín, bây giờ đổ hết đây này. Còn thân này này, đấy, gãy, nó bị gãy, không có kiểu gì khắc phục. Đấy. Đây. Là con chó nó có cái nó có cái ấy của nó. Cứ ngày được gặp chủ một trong một cái khoảng thời gian ở đấy là chúng nó vui rồi. Đây Siro sang bên này thì không được ở gần chủ cả ngày như ở nhà, nhưng mà cũng vui vẻ. Ngày được gần chủ độ 4-5 tiếng. Một ngày mình sẽ ở bên trại này khoảng tầm 4-5 tiếng. Có ngày thì ở bên này cả ngày, nhưng thường thường thì khoảng 4-5 tiếng ở bên này. Thế là nó cũng vui rồi. Cẩn thận mấy cái cây của anh ấy nhá. Bão này chỉ còn có mấy cái cây còn bé này, nó còn thế đấy, phải chống đó. Để này nó cọ qua cọ lại rồi hỏng hết. Mọi người thấy Siro sinh gái không? Siro ra đây. Ra đây. Chơi đằng trước này thôi. Đây, ra đằng này. Đấy, ok. Đây. Rồi. Chơi đằng này thôi. Đằng này thì mình ở trại đang có một cặp đang có một cặp một đực một cái, là muốn tìm người nuôi. Có thể là ở theo cái kiểu gửi nuôi. Lúc trước là cái cặp đấy là có gửi nuôi. Nhưng mà cái người nuôi bây giờ là cũng kinh tế nó khó khăn đấy mọi người. Các kiểu thì người ta lại không nuôi nữa. Tức là thực ra là các con chó mình gửi nuôi là mình muốn tìm cho nó một gia đình, để cho nó đẻ xong hai lứa là mình tặng chó luôn. Nhưng mà người ta lại không nuôi nữa, người ta xác định người ta không nuôi được nữa, người ta lại chuyển về. Thế là có cái cặp chó bây giờ này, chúng nó khoảng 4 tuổi. Siro đi ra đây, ra đằng này. Khoảng 4 tuổi là muốn gửi ai mà có thể nuôi được chó, mà nuôi được một cặp mà thích giống rốt này, mà nhà rộng rãi thì liên hệ mình nhé. Đó. Thì mọi người có thể liên hệ. Ngoài ra thì còn trại cũng đang có một con cái, có thể là cho nó nghỉ đẻ rồi. Có thì mọi người có thích cho nó đẻ thì có thể và mọi người nuôi cho nó đẻ thêm một lứa nữa, hoặc có thể hai lứa nữa cũng được. Nhưng mà có thể là bây giờ là cho nó nghỉ rồi. Thì ai mà nuôi được thì liên hệ với mình nhá. Và mọi người mà đang chờ cho con ấy thì chắc là cứ chờ đến khoảng tầm Tết thì sẽ có cho con. Vì đợt này lên giống thì sẽ thả giống Siro này. Và hai con cái nữa. Chứ đợt vừa rồi là cũng thả giống hai con nhưng mà nó bị sảy mọi người. Thành ra là không có cho con, chứ không lẽ ra là bây giờ là có cho con rồi đây. Siro ấy. Siro nghỉ tí đi chứ ra là cứ chạy nhảy này kia. Đợt này thì nó hơi bị bất tiện. Và đến lúc nào mình phải bịt lại hết cái hàng rào ở quanh trại thì mới thả chó nhiều được. Vì là đợt này ở quanh đây là những cái người làm nông nghiệp trồng cây ấy, khi mà họ đánh chuột thì là cái việc đương nhiên là họ phải đánh chuột rồi. Nhưng bây giờ là người ta quay lại, người ta đánh chuột bằng cái thuốc ngày xưa.
cái thuốc ngày xưa, tức là nó là cái thuốc chuột, thuốc chuột, nhưng mà cái con nào mà có không may liếm vào cái con chuột đấy, ăn vào con chuột đấy là con đấy cũng đi theo luôn. Và cái con tiếp theo của mà vào theo kiểu là như con, nhiều khi là cái con vật mà nó chết đấy là chúng ta ném xuống dưới ao cho cá ăn, thì con cá nó ăn nó đi theo ngoạm theo tiếp luôn, theo kiểu vậy, nó kinh khủng. Chứ nó không như là cái, không như là cái thuốc chuột mà cái thời gian trước đây đánh là đều là dùng cái thuốc chuột theo cái kiểu thuốc chuột sinh học ấy. Thì nó chỉ có con một đời một cái con chuột thôi, còn con tiếp theo mà có va chạm vào con chuột thì nó cũng không sao cả. Nên là đợt này là không dám thả chó nhiều, vì là cái con chuột ấy, nó ăn phải cái thuốc ấy, rồi nó chạy vào vườn ấy. Nên mà vườn mà cây cối nó như thế này không nhìn thấy được. Nên mà mình chỉ sơ sẩy ra cái mà con chó nó ra mà nó liếm láp vào này kia là thôi đi luôn, mình phải chôn mấy con rồi, chôn mấy con chó ta rồi. À, Zero nằm ngửa đây. Zero là đợt này là gọi là cơ thể là rất là cân đối, rất là cân đối luôn. Xinh gái tuyệt vời luôn, quá xinh. Ok, Siro lại ra lại chạy chơi tiếp đi, để cho chơi thoải mái đi. Thích chơi kiểu gì chơi, chơi thoải mái đi chứ. Ý, xinh không? Thả dáng tự do, đây gọi là dáng sâu đấy, thì cho đẹp đấy. Gần đây nhiều cuộc thi liên tiếp, gần đây mình chẳng cho con nào đi cả, vì thực sự mà nói là nó quá bận. Bản thân Siro này còn chưa cho Siro đi thi này. Nào, quay lại đây. Muốn vào chuồng rồi hả? Muốn vào ô chuồng nằm rồi hả? Chơi tí đã, chơi tí đã đấy, chạy long quăng chơi tí đi. Chán rồi đúng không? Chả còn gì chơi đúng không? Ra mỗi mình đúng không? Nhưng chỉ cho ra một mình thôi, chứ cho hai con nó quần thì mấy cái cây này anh chưa chống được, thì mấy cái cây mới trồng này chưa chống được thì nó ra nó cọ vào thì gãy hết, gãy, bị gãy mất mấy cây vì chúng nó ra chứ nó cọ vào. Nên là ra một con thôi. Để mấy hôm nữa chống lại cây đi đã. Chống lại cây buộc que chấm rồi cho ra chơi cùng. Muốn vào chuồng rồi đúng không? Chơi chán rồi đúng không? Đi. Đi, đi trước đi. Giờ ra tự mở cửa đi. Đi Siro. Ra mở cửa đi. Cửa chỉ khép thôi, không cài đâu. Ra mở đi. Đây, vừa ra đấy, định mở đây. Giờ ra mở đi. Hãy ra. Hãy ra, hãy cửa ra. Đấy. Không. Này, 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 định nhảy vào á. Cửa có đây mà. Đây đi. Đây. Nhìn thấy nào? Nhìn thấy khe không? Hãy ra. Đúng rồi. Đấy. Bảo nó thế dạy, dạy thế lần sau là nó này gì đấy. Ok, quay đây nào. Quay đây, nhìn một tí, Siro. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người nhá. Đây đi, vào chuồng đi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đi vào đây. Vào chuồng. Đây, đủ đủ đây, đủ hết, đổ hết. Gãy hết, cây nào gãy thì còn giữ được cái gốc kìa. May ra nó còn mọc mầm mới chứ không thì thôi. Nhưng mà quan trọng là quả bỏ hết. Nó rơi xuống như này nó xước quả là thối hết, không giữ được. Ê. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Đi vào chuồng đây. Đi, chuồng đâu? Đây, ô của Siro đây. Siro. Nào. Siro. Vào. Vào. Đây là ô của Siro. Chỗ ở của Siro. Rồi. Ok, ở trong chuồng đó.
Đây vì là trong chuồng nó rất là rộng cho nên là cho ra ngoài nó chơi chán chán là nó muốn vào chuồng. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.